Kệ, cô ấy quan tâm. Cô ấy không quan. Cô ấy không quan tâm. Cô có cần bị gì hả? Không bị gói lại ngôn ngữ á. Thôi vậy đi con. Dạ, thôi mẹ đi học đi. Con của mẹ đi học đi. Ba đi học đi. Con đi học nha mẹ. Tội nghiệp ghê. Hành tí mấy nghiệp vụ cực của bay. Cậy con. Cậu chưa biết ăn gì nữa nè. Ăn tao nè. Đi ăn với tao nè. Mà em muốn gì? Tao vẫn đi ăn bò cùng. Bò sữa. Bún bò. Mà kệ đi thôi. Cho con một cô bún bò nha con. Cho con một cô hủ tiếu. Cho con một cô bún bò. Chiều bố em muốn bò mà ngủ khíu. Sao mà mờ kỳ chứ trời. Đấy các bạn hay chuyện thức ý mà hay chuyện đó nha. Hí chuyện. Sao mà làm được chứ. Cái đang bị cái đó lại ngôn ngữ mà. Không biết đâu. Còn mình mày chưa làm gì đó. Nên là lấy chuyện đi. Cái gì trời. Dạ thầy cô chào con. Ủa lộn. Con chào thầy cô. Chào mừng thầy cô có bước cái nhà của con. Ủa chào mừng thầy cô có với nhóm hết trình của con. Được rồi, khỏi có làm tiếp được không điểm. Ăn nói xà beng, uống lộn xà lơ không à.